Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Tâm, sinh năm 1993, ngụ xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cài Bắc, tỉnh Bến Tre, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo hồ sơ, vào khoảng 8 giờ ngày 29 tháng 7, Tâm đã đột nhập vào nhà của chị NTMH, sinh năm 1980, ngụ xã Sông Phú, huyện Tam Bình, để trộm cắp tài sản, thì bị chị H phát hiện. Tâm đã dùng dao quy hiếp đe dọa chị H và lấy đi ba đôi bông tai, hai sợi dây chuyền, năm chiếc nhẫn, hai lắc vàng, ba điện thoại di động, 2 triệu đồng và 200 đô la Mỹ. Tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 160 triệu đồng. Tiếp nhận tin báo, công an huyện Tam Bình đã vào cuộc điều tra. Biết không thể trốn thoát nên đến ngày 4 tháng 8 năm 2024, tâm đến công an huyện Mỏ Cải Bắc, tỉnh Bến Tre để đầu thú.